Chào cả nhà, xin giới thiệu với cả nhà, đây là Bon Ly, xã Ea Heo, huyện Phú Thiện đó cả nhà. Hôm nay là hội đồng lần thứ hai tại nơi này. Nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2023 đó cả nhà. Đây mọi người, cả nhà ơi, cả nhà xem qua bên kia nhé. Bên kia là đường thôn chạy ra đường cái đó. Đây đường này chạy ra ruộng đấy. Đây mình quay cho các bạn xem nhé. Cả nhà ơi, khói thơm, nướng thịt thơm lắm mọi người. Tút bên kia đó có cánh đồng đó. Cánh đồng tuyệt vời, anh chị em xin hiện tại là 8 giờ kém 10 cả nhà. Đây mình sẽ đi vào bên trong nhé. Hello. Nơi phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn đó cả nhà. Nên mọi người cảm ơn nhé. Chúng tôi trân trọng cảm ơn. Ôm đi đây. Bạn đó mọi người. Đây đang bây giờ mình đi vào bên trong nhé cả nhà. Đó, ông quản nhiệm ở đây đó, đang chuẩn bị đó. Đây, mọi người cả nhà xem nè. Có phòng, đây phòng gì, mục sư? Phòng tiếp khách hả? Chắc đúng. Đây phòng khách mọi người, có gác ở trên nha. Đây mọi người đang chuẩn bị chén đũa. Chị đây đang rửa ly cho sạch đấy. Chào mọi người. Chào ta. Cô này là khu ăn uống nha, phía này là phía ăn uống đấy mọi người. Đây. Mấy đứa trẻ đang cũng phụ giúp dọn bàn, chuẩn bị bàn đó mọi người. Chào Tư Tam. Chào. Này ơi có anh này. Đây là chấp sự trưởng ở nơi này đấy. Còn này là thầy. Thầy này là tụi Tư Tam. Ấy nè ơi trời. Ai cơ. Đây ai Khanh nè. Này ai Quan nè. Này ai lại. Anh Ngâm. Tụi tụi tìm Play hình ở bên liên ấy. Đây là ông giám đốc lo về ẩm thực. Mục sư liên đó mọi người. Đây mấy cô đây đang lo trộn món trộn đấy. Món trộn ngon lắm. Chả gì không biết nữa. Chả thịt heo đấy mọi người. Còn anh chàng này đang nướng thịt.
thịt ngon chưa? Ra nướng thịt ngon chưa mọi người? Đây, đây anh này đang nướng thịt đó. Thịt ngon chưa? Đấy, mình quay gần cho mọi người xem nhé. Ai ở nhà chắc cũng nuốt nước miếng luôn đấy. Hôm nay món ngon nha. Cái quay cười này này. Bằng YouTube nữa. Cười bằng YouTube. Em này đang thắc mắc phim này sẽ đến đâu đấy mọi người. Mọi người ơi, chị đây đang lập cuốn ốc đó. À, cả nhà xem nè, có người thì lo lật rau, có người thì giả tỏi. Đây, chị đây đang giả đó. Mình bệnh. Hôm nay vui mọi người. Bây giờ đang đợi đến thời gian nhóm thôi. Mì xanh, chào qua video, đăng ký kênh cơ hả? Lần của ba. Kính mời quý vị tín hữu thân thượng ở ngoài chúng ta đến vào hội đồng trong hội trường này. Xin quý vị ở ngoài. Đây mọi người xem này, nhà thờ đấy mọi người, tại điểm nhóm Bình Ly. Đây nhà thờ Bình Ly đó mọi người, mình cho các bạn xem nhé. Đây nè, có băng rôn nè. Đăng ký kênh cao. Cái đăng ký kênh Loan các bạn. Loan bạn đấy. Loan các bạn cái đăng ký cái thích với hai. Ảnh của mình đấy, đẹp trai chưa? Biết đàn giỏi lắm. Mình xin kết thúc phần giới thiệu nhé cả nhà.